kênh Đất và Điện Ông Tài Gia Đã Phong Hòa. Xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc mặt tiền đường tỉnh lộ 5 của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nha. Vị trí của mình cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ 5 km nha anh chị. Đó, thì hôm nay em có một cái sản phẩm nằm trong khu dân cư kinh doanh buôn bán thoải mái luôn. Đó, đây. Đó, là ngang 8m2, sâu 14 hai mặt tiền nha. Đó, một trệt một lầu nha anh chị. Đúc luôn nha. Đó. Thì cái này hiện tại là chủ đang ngộp anh chị nha, full thổ cư hết luôn nha anh chị. Phía sau nữa hậu là 8m4 nha. Đó, đường này là đi ra biển khoảng độ 300m là tới biển nha, 7-8 biển Phước Tỉnh nha anh chị. Đó, nhà lầu xe hơi, nói chung là kinh doanh buôn bán thoải mái. Đó, đường là qua nhộn dịch luôn anh chị nha, nhộn dịch nha. Đó, đây. Đó, nguyên cái tiệm tây này nha anh chị. Đó, thì nói chung bây giờ em cũng không có tiện quay mua nhà tại vì nhà đang kinh doanh buôn bán nha. Đó. Đó. Chủ hiện tại đang cần bán gấp nha anh chị. Đó. Nhà này là hiện tại chủ vay ngân hàng hơn 1,7 tỷ anh chị nha. Thì anh chị nào mà có tiền mặt thì vào ngân hàng rút ra luôn nha anh chị. Đó. Thì lúc trước là kêu là tầm 7 tỷ nhưng mà giờ hiện tại là giá chỉ còn là 5 tỷ 2 thôi. Thì anh chị nào mà tìm kiếm thì liên hệ cho em nha. Đó. Kinh doanh buôn bán thoải mái luôn, ngon nghiệp luôn anh chị nha. Đó. Đó, không có bị lộ giới anh chị nha, mình đường đất mình là không bị lộ giới, bị đường xá gì nha anh chị, đường xá đất ở hết luôn, một cơ full anh chị nha. Đó. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em số điện thoại là 0916732748 anh chị nha. Đó, từ đây qua này. Đó. Đó. Nhà rất chi là đẹp. Đó. Đó. Ai thích thì liên hệ cho em nha. Đây là cái quy hoạch không bị vô đường anh chị nha. 8m3 cạnh 14m6, cạnh 13m9 là 14m. Phía sau nữa hậu 8m5 anh chị nha. Rất là đẹp nha anh chị. Đó, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 120m2, sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn hết luôn, lâu dài anh chị nha. Đây anh chị ngay vị trí chấm đỏ đây anh chị nha. Đó, anh chị nè, nó giống như một cái đảo nha anh chị. Đó, tới nó vòng qua đây nè, mặt mình đường thông hết anh chị nha. Đó, gần chợ, gần nhà thờ, ủy ban các thứ anh chị nha. À, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nè. Đó, đây là có đường đi ra biển, đường chim bay là đi khoảng độ tầm 300m là tới biển nha anh chị. Đó, biển này tắm thoải mái anh chị nha, chiều anh chị tới đây là biển tắm thoải mái nha anh chị. Bữa nay thời tiết bữa nay là rất thích hợp tắm biển anh chị nha. Anh chị nào mà thích cái căn này kinh doanh vừa nghỉ du lịch nghỉ dưỡng các thứ là liên hệ em nha.